chăm sóc quần áo đắt tiền giới mộ điệu tìm kiếm bấy lâu chăm sóc quần áo đắt tiền là việc không hề dễ dàng đặc biệt khi bạn sở hữu những bộ vest sang trọng hoặc những chiếc váy lấp lánh có giá trị từ vài triệu đến vài chục thậm chí vài vài trăm triệu đồng các tín đồ thời trang xa xỉ thuộc giới thượng lưu vì thế đã muốn tìm kiếm một giải pháp hiện đại tinh tế để chăm sóc kỹ lưỡng cho những bộ cánh của mình dù vậy hành trình này lại gặp đầy khó khăn lý do rất đơn giản họ cần trang phục của mình được chăm sóc tỉ mẩn không bị nhăn khi giặt ướt không bị hóa chất làm hỏng khi giặt khô, không muốn bị rơi dụng các phụ kiện trên trang phục, không muốn phải tốn nhiều thời gian để tìm tiệm spa phù hợp cho món đồ hiệu xa xỉ. Tất cả đã thay đổi khi LG mới đây vừa giới thiệu tủ chăm sóc quần áo thông minh Styler, chỉ mới ra mắt nhưng thiết bị độc đáo này đã nhanh chóng trở thành món đồ không thể thiếu trong không gian sống của những người giàu có, xanh điệu và mê cái đẹp. Giải pháp công nghệ đột phá thay đổi cách chăm sóc quần áo Không phải máy giặt cũng chẳng phải máy sấy hay bàn ủi. Styler là một chiếc tủ quần áo thông minh có vẻ ngoài đầy mê hoặc và sang trọng, có thể đặt gọn gàng trong không gian sống của bạn. Thiết bị đã được hãng công nghệ Hàn Quốc tích hợp những tính năng hàng đầu, mang tính bước phá trên thị trường hiện nay. LGSTILEZ không sử dụng hóa chất để chăm sóc và làm mới quần áo, mà sử dụng công nghệ giặt hơi nước chu steam độc quyền của LG kết hợp cùng chuyển động ngang của móc treo, giúp khử mùi, khử trùng và giảm nhăn hiệu quả. Đây là một điểm cộng cực kỳ lớn đối với những người sở hữu các trang phục đặc thù như áo vest sơ mi, áo len, váy dạ hội, có chất liệu cao cấp đặc biệt mà không nên làm sạch theo cách thông thường như giặt tay, giặt máy hoặc thậm chí giặt khô vì nhiều hóa chất làm hỏng sợi vải, giảm tuổi thọ của trang phục. Thử tưởng tượng, bạn cần một vẻ ngoài thật sáng sủa, lịch thiệp cho buổi gặp gỡ đối tác quan trọng. Tuy nhiên, bộ đồ vest đắt tiền mới mặc một lần cho cuộc họp mới đây chưa kịp đi spa nên không được sạch sẽ, thơm thò, với styler. Người dùng chỉ cần treo quần áo và cài đặt chế độ phù hợp mọi bụi bẩn và mùi khó chịu sẽ được loại bỏ trong vòng 20 phút. Đồng thời, styler cũng kiêm luôn nhiệm vụ làm phẳng, giảm nhăn và giữ nếp ly quần Âu hiệu quả. Với những tín đồ mê xe phân khối lớn, bên cạnh sở thích sưu tầm xe, thì những phụ kiện đi kèm như những chiếc áo khoác da đắt tiền, găng tay da, là những món đồ phải có. LGSTILEZ có chế độ chăm sóc đặc biệt dành cho đồ da. Bạn sẽ cảm thấy yên tâm và tiện lợi hơn rất nhiều khi chủ động được việc chăm sóc các món đồ yêu thích của mình tại nhà. Giống với những sản phẩm gia dụng thông minh mà LG đang hướng tới, Styler cũng sở hữu công nghệ quen thuộc SmartThin, giúp kết nối với smartphone qua Wi-Fi để điều khiển từ xa. Người dùng có thể tải thêm nhiều chế độ chăm sóc quần áo chuyên biệt như đồ da, trang phục lông thú, áo lông vũ, len. Quan trọng hơn cả, tính năng này còn giúp người dùng rảnh tay khi quá bận rộn và yên tâm hơn rất nhiều thời gian so với gửi gắm quần áo ở các tiệm spa. Với tủ chăm sóc quần áo thông minh, LG một lại lần nữa cho thấy. Styler thực sự biết cách giải quyết nhu cầu của người dùng đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn mới cho các thiết bị phục vụ đời sống theo hướng hiện đại thông minh và thực sự tinh tế